Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh Kỳ Xe Hơi. Ô tô Mexico đổ bộ vào Việt Nam. Ngoài hai thị trường chính là Thái Lan, Indonesia, xe có nguồn gốc từ Mexico đứng vị trí thứ ba với số lượng mua về là 200 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ ba thị trường này đã chiếm tới 95% tổng lượng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua. Bên cạnh đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm số lượng nhiều nhất với 1.370 xe, tổng trị giá hơn 32 triệu đô la. Được đăng ký nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với số lượng 807 chiếc, Indonesia với số lượng là 462 chiếc. Xe ô tô tải các loại có từ 679 chiếc với giá trị đạt 14,15 triệu đô la, trong đó có tới 678 xe xuất xứ từ Thái Lan, chiếm tỷ trọng tới 99,9% trong tổng lượng loại này. Mexico chỉ mới tham gia cung ứng ở mảng thị trường ô tô chuyên dụng với 200 trên 215 chiếc ô tô chuyên dụng nhập về Việt Nam trong tuần qua. Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần đầu tiên của tháng 9, cả nước đã chi 57 triệu đô la nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn là Thái Lan 15 triệu đô, Trung Quốc 8,6 triệu, Nhật Bản 7,2 triệu đô la. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan tuần qua, tính từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, cả nước có 2.264 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu thành công với tổng trị giá kim ngạch đạt gần 53,7 triệu đô la. So với tuần cuối cùng của tháng 8, tính từ ngày 24 đến 30 tháng 8, có lượng xe nhập đạt 3.089 chiếc với tổng trị giá là 59,27 triệu đô la, thì lượng xe nhập về trong tuần đầu của tháng 9 có dấu hiệu giảm 27%. Ngoài hai thị trường chính là Thái Lan và Indonesia, xe có nguồn gốc từ Mexico đứng vị trí thứ ba với số lượng là 200 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ ba thị trường này đã chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Sơ để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sơ mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sơ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.